Xin kính chào tất cả các anh em. Hôm nay mình xin chia sẻ với các anh em cách để bảo vệ ngược cực, chống cắm ngược cực cho các thiết bị điện tử của chúng ta. Cách đầu tiên là các anh em có thể sử dụng một con diode như thế này. Khi chúng ta gắn đúng cực thì dòng điện sẽ đi qua tải từ trên xuống dưới. Và khi các anh em gắn ngược cực thì con diode nó sẽ không cho dòng điện đi qua tải, bảo vệ tải của các anh em. Ưu điểm của cách này là nó chỉ sử dụng một con diode nên nó đơn giản, dễ thực hiện. Còn nhược điểm của nó là nó sẽ gây sụt áp trên con diode khoảng 0,7V. Và nên nó không phù hợp với các thiết bị điện tử có điện áp thấp 3V hoặc 5V. Cách thứ hai, các anh em có thể sử dụng một cái cầu diode như thế này. Khi các anh em gắn theo chiều nào, âm dương hoặc dương âm gì thì dòng điện nó vẫn đi qua tải theo chiều từ trên xuống dưới. Nó có ưu điểm là chúng ta có thể gắn cực tính bất kỳ, nhưng nó có nhược điểm là dòng điện phải đi nối tiếp qua hai con diode nên nó sẽ gây sụt áp gấp đôi so với cách thứ nhất, tức là sụt áp trên mỗi con diode là khoảng 0,6 0,7V, qua hai con nó sẽ là khoảng 1,4V. Cách thứ ba là các anh em có thể sử dụng mạch như thế này, gọi là mạch Crowbar. Mạch này nó có ưu điểm là khi các em gắn đúng cực thì dòng điện sẽ đi từ cực dương qua tải và không có gây sụt áp như hai cách vừa rồi. Khi các anh em gắn ngược cực thì lúc này dòng điện sẽ không đi qua tải mà cũng đi qua diode, và dòng điện rất lớn sẽ làm đứt cầu chì, ngắt mạch bảo vệ thiết bị của chúng ta. Ưu điểm của cách này là nó không có gây sụt áp khi mạch hoạt động, nhưng nhược điểm là nếu gắn ngược cực thì các anh em phải đi thay cầu chì. Cách thứ tư, các anh em có thể sử dụng mắt phết loại N, mắt theo chiều như thế này. Các em chú ý là D của mắt phết gắn vào trừ và S thì gắn vào tải. Đối với cách này, khi dòng điện đi đúng cực tính của nó thì dòng điện dương sẽ đi vào G và đi qua tải và đi qua con diode bên trong của con MOSFET đi về cực âm. Lúc này điện áp ở chân G nó sẽ lớn hơn điện áp ở chân S, và nên con MOSFET loại N nó sẽ đủ điều kiện dẫn, nó sẽ dẫn thông từ D sang S. Đặc tính của MOSFET là nó dẫn hai chiều D sang S và S sang D đều như nhau. Ở đây nó sẽ dẫn thông từ S qua D. Lúc này dòng điện chính trong mạch sẽ chạy từ S qua D chứ không còn đi qua con diode bên trong của nó nữa. Con diode bên trong chỉ có tác dụng mồi lúc ban đầu. Đối với cách này, khi các anh em gắn ngược cực thì chân G sẽ có điện áp 0V và chân S sẽ có điện áp cũng 0V luôn. Và con diode bên trong của MOSFET nó bị phân cực ngược, vậy nên con diode nó cũng không dẫn và con MOSFET nó cũng không dẫn. Ưu điểm của cách này là nó gây ra sụt áp rất nhỏ, gần như không đáng kể. Nhưng nó có nhược điểm là nó ngắt ở chân âm. Nhưng thường thì người ta phải ngắt ở chân dương mới đúng. Cách cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng MOSFET loại P. Chúng ta mắc ở phía dương nguồn. Đối với cách này, các anh em chú ý gắn chân D của MOSFET vào dương nguồn và chân S sẽ được gắn vào tải. Khi các em gắn đúng cực tính thì dòng điện sẽ đi từ dương nguồn đi vào chân D và đi qua con diode bên trong MOSFET đi qua chân S qua tải trở về mát. Lúc này điện áp chân G được nối thẳng xuống mát nên nó sẽ là 0V, và điện áp chân S nó sẽ thấp hơn điện áp nguồn khoảng 0,7V bởi vì nó bị sụt áp qua con diode. Điều kiện dẫn của con MOSFET nó thỏa. Tức là G đã nhỏ hơn S, nó sẽ dẫn. Khi nó dẫn thì nó sẽ dẫn thông DS hoặc SD, nó dẫn cả hai chiều. Trong trường hợp này, nó sẽ dẫn thông từ D sang S qua tải và về âm nguồn mà chúng ta hoạt động bình thường. Khi nó đã dẫn rồi thì dòng điện không có đi qua con diode bên trong nó nữa, mà dòng điện sẽ đi trực tiếp thông DS. Con diode nó chỉ có tác dụng mồi lúc ban đầu để ở chân S nó có điện áp dương so với chân G. Và khi các anh em gắn ngược cực thì chân S nó sẽ có điện áp cao
và chân G cũng có điện áp cao nên cái điều kiện dẫn của con MOSFET nó không có thỏa nên nó sẽ không có dẫn, nó bảo vệ mạch của chúng ta. Cách này nó có ưu điểm là nó ngắt ở cực dương và cái tổn hao ở trên con MOSFET thì nó cũng không đáng kể, không bao nhiêu. Vậy nên cách này là cách tốt nhất.